dự báo trong đêm nay và ngày mai, tại Bắc Bộ, mưa rào rải rác bắt đầu xuất hiện trở lại tại vùng núi. Trong khi đó, nắng nóng còn duy trì ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Từ đêm mai, khi rãnh áp thấp hoạt động mạnh hơn, một đợt mưa dông mới có khả năng xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ và nhiệt độ toàn vùng có xu hướng giảm từ ngày 24 tháng 8. Đối với miền Trung, do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho tới 37 độ và có nơi trên 38 độ. Độ ẩm cũng tương đối thấp, phổ biến từ 50 cho tới 65%. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24-25 tháng 8. Sau đó, đợt nắng nóng này sẽ chấm dứt trên khu vực. Với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo có mưa rào vài nơi trong đêm nay. Ngày mai trời có nắng cùng với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 33 cho tới 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và từ chiều mai, mây dông kéo đến gây mưa rào rải rác tại Nam Tây Nguyên và nhiều nơi trên khu vực Nam Bộ, khiến nền nhiệt độ toàn vùng giảm xuống, trời mát mẻ về tối và đêm. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn thoáng và gió ở cường độ trung bình yếu, nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Còn đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa và phần phía đông của khu vực giữa Biển Đông, mặc dù gió không mạnh nhưng chiều tối vẫn có mưa rào và dông rải rác khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông. Phần cuối bản tin hôm nay sẽ là thông tin thời tiết tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía Đông Nam. Hội tụ gió yếu trên cao còn tồn tại nên thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là có mưa vào gần sáng và sáng sớm, ngày trời nắng. Tại khu vực miền Đông, mây thay đổi, gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 cho tới 32 độ. Và đây cũng là hình thái thời tiết cơ bản tại khu vực miền Tây và tại thành phố Hạ Long. Tuy nhiên, nhiệt độ cao hơn một chút so với khu vực miền Đông, phổ biến từ 27 cho tới 32 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, mưa cũng chỉ xuất hiện vào lúc gần sáng và sáng sớm, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ và cao nhất là 31 độ.